nuôi nuôi à, gì đó nuôi sắn cái gì đó nuôi sắn với tôm. Cái này là cà ri gà, cà ri gà, cà ri gà. Cái này là trái tim rồi Linh nhớ không? Đây là trái tim vi dành cho Linh. Tiếng ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên cầu trùng. Tiếng ở nơi đang chim em ta tha, em ta tha cho bọn em. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là 10 cái bánh luôn, combo bánh, bánh ngọt, bánh bánh ngọt. Có 10 vị khác nhau. Vào tí nữa Linh với Vi sẽ review cho mọi người từng cái. Đúng rồi. Này bánh su bé, bánh su. Hình như là bánh xong có chả xanh đó, bánh su lạnh đó mọi người. Bánh su lạnh chả chả xanh. Nó có cái cục kem nè, nó nhiều này là kem tươi luôn á, chứ không phải là kem mà me. Cái món này là ở đây có bán tặng tặng nha, được chị chủ dễ thương của te me tặng, ngon quá, đi đâu cũng được tặng gì, thích lắm nha. Bánh tí cho Vi ăn, Linh ăn đi. Linh ăn bánh mắc cà ron, mắc cà ron cho tiền. Cái này là để trang trí thôi chứ không ăn được. Ôi cái này đồ giả mọi người, dễ thương quá, giống như trang thiệp luôn á. Đó, còn này để dành tí cắm đầu Vi. Là cái bách đao này rất là xinh luôn mọi người. Xinh đặt xa là thấy một màu hồng anh ơ rồi. Ăn ở đâu đi đẹp hết. Ăn đi. Bây giờ mình sẽ ăn trước món mặn, xong mình sẽ đến món ngọt, xong mình sẽ tới món trà. Đúng rồi. Đã quá à. Đi ăn đi. Quên mất một điều quan trọng muốn nói với mọi người đó mọi người ơi. Cái điều đặc biệt hôm nay đó là Vi và Linh cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ hai bé trong thời gian qua. Nhờ mọi người ủng hộ cho Linh với Vi mà kênh mới được 100k sub. Đó, 100k sub. Một nhiều lắm rồi. Sắp tới nút bạc rồi. Nút bạc mà về là mình sẽ review tiếp. Mở nút bạc đập hộp liền. Ngon ơ liền. Đó, và sẽ hứa hẹn là sẽ có một cái clip để mini game tặng áo phong cho những cái bạn mà tương tác tốt với kênh. 10 bạn được tặng 10 con áo phong phải không? 10 con áo phong nha mọi người ơi, rất là nhiều bạn luôn. Mà có phong ở đây là đặc biệt nữa là có phong là do Vi và Linh gấp, chứ không phải mua nữa nha. Do Vi và Linh gấp và phải đi chinh phục từng con để đem về nhà để dành để tặng cho mọi người đó. Khổ chứ không phải là sao mua về. Đúng rồi, không mua. Cả một hành trình. Thôi bây giờ ăn, bây giờ mình là ăn trước đi. Xin mời mọi người. Đây là nước sốt của nuôi đó. Đó, có hành, có tiêu, có hột tiêu nguyên hột luôn nha. Thơm nguyên hột tiêu bự luôn. Đâu, ta trang, ta sang chảnh nè. Đâu. Đó, người ta gứa vòng tròn cho nó đẹp. Tại nó hơi đặc, nó hơi đặc. Cái nước nó hơi đặc xíu. Đó, vậy đó. Thì tới 4 con tôm lận. Vì vậy Linh mỗi bé 2 con. Hột tiêu bự ghê lắm á. Đó, mình sẽ trang vô nè. Đó, chậm chậm. Gì? Bỏ con tôm lên đâu hả? Thứ đó. Có 80 hột tiêu luôn rồi. 2 hột tiêu. Trời ơi, cái bánh xôi này của tôi. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thử review cho mọi người xem. Ăn này xong mới cắn này đó. Mình đã thấy ngon rồi đó. Trời ơi, một con tôm miếng ngon lắm. Trời ơi, tự nhiên tôi đói. Ngon. Ngon luôn á mọi người, mà tiêu hơi cay xíu. Cay nó mới phê. Đây là chọn là cái nước sốt tiêu. À, nước sốt tiêu. Cay tươi quá. Nhưng mà tôm nữa là nó rất là tươi luôn. Cái này là cái gì? Giống như là rau, rau củ quả ăn kèm á bé. Ờ, rau trộn đúng không? Trộn. Đó, sẽ bắt ăn thử miếng anh nó có vị không? Đó. Nó có vị không? Béo béo ngọt ngọt. Mà nó lạnh 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 sao á. Kiểu như cái này là nó bào qua từ lúc mà nó bỏ ngăn đá xong nó bào ra mọi người. Tại rau trộn lúc nào nó cũng lạnh lạnh vậy. Đúng rồi, nó ngon. Đâu có nóng. Rau mà nóng là nó quéo hết trơn. Giờ Linh sẽ thử cái món này. Mình sẽ vớt cái trái tim này. Cái này là món cái gì đó? Cà ghi gà. Cà ghi gà. Đó. Đây là những cái miếng gà nè mọi người đó. Nhìn giống miếng thịt heo quá ha. Đây mình sẽ nó sắc mỏng dữ. Chia trái tim ra. Ý, đừng chia đôi trái tim. Đó, mình sẽ trộn xuống. Ngon quá à. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Ngon nha. Ngon chưa? Lão. Rồi hết nói rồi. Ngon hết nói rồi. Rồi ổn lắm luôn á mọi người. Wow. Cái nước sốt hả Linh? Ừ. Đi ăn được. Thử ăn. Không. Wow. Còn đây miếng gà giống Linh luôn. Nó miếng gà vô. Đây là cái nước sốt cà ri nó có bị cay không? Không, nó sao? Có cay. Cái này không cay nữa. Gớt. Đó. Ăn. Cái nước sốt ngon đỉnh luôn. Thơm quá à. Mà nó không có cay giống kia tại vì cái đúng này rồi. Có tiêu. Đúng
đúng cà ri luôn đó mọi người. Đồ ăn thì ngon giả man luôn, thật sự luôn mọi người. Thích mỗi lên ngon quá. Đây là chiên một uống trà. Chiên một uống trà đó. Đó cái ly này nè mọi người, đó cái ly chút chiếu này để dành cho mấy bạn uống trà nóng đó. Vậy là uống trà nóng là đổ cái bình này, bình này, còn cái này là cái bình trà nguội, trà lạnh mẹo. Trà lạnh. Ít thôi, nó chừng ngọt á. Ừ, nó đúng rồi. Cái này là... bây giờ mình sẽ thử. Hay miếng đường, hay miếng đường. Đây là trà bị lạc rồi nha. Mình phải chế thêm miếng đường. Hả? Đổ hết nữa hả bà nội? Nó hết tay. Hả? Tí ngọt như này, chết nha bà. Cái này á mọi người, nước đường người ta pha ra rồi á, nên là nó không còn ngọt, không gắt như mình tưởng đâu. Nghĩ là không có sao. Lạc nhẹ, lạc nhẹ. Lỡ có gắt quá cho Vi uống. Kìa vậy. Đó, nói ngọt nè. Vừa luôn hả? Vừa luôn. Hay, hay, hay. Vậy là không có lỡ tay, bé là vừa tay. Là chuẩn bị một cái bình này để cho vô một cái ly. Một ly thôi. Đúng chất lượng. Vừa, vừa ngọt. Không ngọt quá, cũng không quá lạc. Thanh mát. Linh là Linh uống trà lạnh. Còn bây giờ Vi sẽ uống trà nóng cho mọi người. Đó, trà của Vi là trà Việt Quốc gì đó. Ê, trả cái ly đây. Trà của Vi là trà Việt Quốc nha. Phải nhìn nắp lại nguy hiểm lắm. Đó, trời giống rượu vang. Rượu vang. Trời, cái ly cái cưng gì đâu. Hai bé uống hai là trà. Cái ly bự này cũng cái là muốn gớt cái ly này luôn đó. Uống thử đi không? Trời nổi không à. Và đúng mùi Việt Quốc nha mọi người. Việt Quốc, Việt Quốc. Ngon, ngon hơn của tôi. Để đổi đi, đổi măng đi. Thôi, không được. Đó, bây giờ mình sẽ review tới 80 cái bánh. 80 cái bánh 80 cái bánh xương xương. Thơm. Bánh ngọt, bánh ngọt. À. Ê, sao cái này, cái bánh này nó lùn hơn cái bánh này vậy? Tại vì mỗi loại bánh nhau mà. Tất nhiên cái độ ok, vậy Linh ăn nào trước? Linh ăn đi. Ăn cái hường, cái hường hồng hồng với cái bánh bèo. Đó, bây giờ mình sẽ dứt một miếng này. Không, một miếng thôi chứ ăn hết một cái rồi sao đi riêng nổi. Rồi, nó hơi nhẹ quá. Cái mùi dâu. Đây là bánh dâu tây. Ừ, mùi dâu thơm thơm tuyệt vời. Vì sao mình thử cái này? Cái này chắc sô-cô-la quá bé. Chocolate. Ờ. Biết ngay mà kem nhiều hơn sô cô la. Fan. Ủa mình giúp cái mùa đó nha. Cái mùa nó lạ lắm nha. Mình thử mới được. Nó lạ lạ sao nên không biết diễn tả cái mùa cho luôn á. Nó lật luôn rồi. Nó lật gớm mắt rồi. Dịch lên. Nó ngon. Càng ăn cái mùa nó càng lan tỏa ra giống như kiểu nó hơi lạ lạ. Thì nói chung là nó là sô cô la. Ngồi mà nó hơi nhẹ. Thì dạ dạ. Sô cô la trắng. Ăn một hơi là không phân biệt được luôn. Sô cô la đen, sô cô la trắng. Nghiêng một khoai gớt luôn. Ở đây là nó có một cái lớp bánh bông lan với một lớp kem nha mọi người. Cái nào cũng vậy. Đúng hả? Này tôi nhìn là theo như Linh tiên đoán là nó là chanh dây. Đúng đó. Rồi. Vàng vàng. Một cái chanh dây hay là xoài. Không biết có bị hố không nè. Phải thử mới biết được. Ừ đúng rồi đó. Ừ sắn ra đó. Đó. Không thấy mùi, chưa có mùi. Ăn vô mới có mùi. Lên bị hố rồi nè, mang về để cái đậu xanh. Giống dưa lưới hay gì đó. Mùi dưa lưới á. Giống xoài. Xoài mà. Linh thử cái này là xoài rồi, bây giờ tiếp theo. Bây giờ mình sẽ thử. Cũng chua chua. Cái này mới là chanh dây nè Linh. Ờ đúng rồi đúng không? Cái này mới là chanh dây, còn cái này là xoài. Mới có 5 vị thôi, 5 vị. Ăn một hơi là bị loạn luôn. Ừ, tí xíu nữa, không cần biệt thôi. Đúng không?
không? Đây là sô cô la nguyên chất. Còn cái này thì chắc chắn là tiramisu luôn. Ờ, hơi là cách miso, su ấp luôn, su ấp rớt lên. Trời trời. Rồi xong nè, có cả trà xanh luôn đi ơi. Ủa? Ừ, trắng vô. Trắng vô đi, tại ăn nguyên cái không được rồi đó. Rồi đây, kéo lên. Đó. Đây là bánh tiramisu chắc luôn mọi người. Tao biết. Ờ, nhìn cái cách trang trí của nó. Đoán được thì ờ. Nãy xài rồi đó. Đúng rồi. Ăn thử đi, đi chen luôn. Đây là bánh ngọt tiên su. Nhưng mà cái này trà xanh nè. Nhìn là đó không bao giờ sai, đảm bảo luôn. Matcha, matcha. Ngon chưa? Được không? Ngon cái này. Đậm vị. Mình sẽ thử tất cả loại bánh này. Sau mà xíu họ sẽ chọn một loại bánh ngon nhất trong đây. Cái này là cuối cùng đúng không? Cái này cuối cùng, vì lên mọi người một cái đi. Cái này cũng ngon nè. Cái này là bánh bông lan là sô cô la, còn kem là kem sữa. Theo tôi nhận xét đó là hàng dưới đây nó nhạt. Nó nhạt. Và hàng ở trên đây là vị đậm. Nhìn ăn nó sẽ đậm vị dở hơn ở dưới này. Cái này là cái vị của nó nhẹ lắm, nó nhạt lắm. Đúng không? Tất cả những cái này nhạt hết. Chỉ có hàng trên đây là đậm vị. Mà nói chung là bánh này cũng rất là ngon mọi người. Ngon. Kiểu là đủ vị, đủ loại luôn. Đủ loại luôn, bạn thích nào bạn mua cái đó. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ quất mấy cái bánh su. Nó muốn nhiễu hay rồi. Mình phải quay lên vậy cho các anh. Chùm bi ơi, nó chảy ra bi ơi, kem đấy. Nó chảy nè, kem. Trời, rất là thơm, mà trà xanh luôn á Linh. Đó, nó chảy kem mọi người. Này, cái này là kem lạnh luôn. Kem này. Nó là kem. Kem là giống như cái cây cà rem đó mọi người. Chứ không phải là kem sốt của bánh su. Đó, nó là cái kem luôn. Chị hiểu không? Hiểu không? Nói chung là rất là ngon nha mọi người. Cái món này được tặng nhưng mà rất là đỉnh cao. Lạ luôn, lạ. Ăn bây giờ chị ăn toàn là bánh su có kem. Đậm đà quá. Thôi bây giờ là no lắm luôn rồi mọi người ơi. Ăn bánh ơ nãy giờ, trời ơi thiệt sự. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ hai bé trong thời gian qua. Nếu mọi người có những cái yêu cầu nào đó mình biết đi làm, hãy comment phía dưới nha. Linh với Vi sẽ lựa ra và làm một cái tiêu đề nào đó hay nhất. Và ủng hộ để đạt 200 cái sub. Đúng rồi mọi người, hãy tiếp tục ủng hộ Linh với Vi dài dài nha, để cho Linh với Vi có thể cán mốc 200.000 subscribe. Cán mốc 200.000 subscribe chắc có quản. Nếu mọi người ủng hộ tới đó thì Linh với Vi sẽ mở mini game tiếp cho mọi người ha. Tiếp tục. Đúng rồi. Mà bây giờ thì bye.